Phi Nhung lộ ảnh tươi cười bên ông Võ Hoàng Yên sau khi bị cậu IT Nhâm Hoàng Khang bóc phốt. Mới đây, trên một số diễn đàn mạng, dần dần chia sẻ khoảnh khắc ca sĩ Phi Nhung đứng cạnh thần y Võ Hoàng Yên cười tươi rói. Được biết, bức ảnh này chụp từ năm 2017 trong một sự kiện thiện nguyện và bất ngờ bị cư dân mạng khui lại. Bức ảnh là cái cớ để nhiều cư dân mạng vin vào cho rằng Phi Nhung có mối quan hệ thân thiết với Võ Hoàng Yên từ nhiều năm qua, giống như những tiết lộ từ phía Facebooker Nhâm Hoàng Khang. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng có thể Phi Nhung chỉ tình cờ tham gia sự kiện có mặt ông Võ Hoàng Yên. Cho đến nay chưa có bằng chứng chính xác nào cho thấy Phi Nhung bắt tay với ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, mọi thông tin chỉ là tin đồn lan truyền khắp cõi mạng. Trong khi đó, ca sĩ Phi Nhung cũng một mực phủ nhận những tin đồn mà Nhâm Hoàng Khang nói về mình là sai sự thật. Sau khi danh hài Hoài Linh chính thức bị phanh phui câu chuyện làm từ thiện cũng như đặt câu hỏi nghi vấn về mối quan hệ với Võ Hoàng Yên, thì ca sĩ Phi Nhung là cái tên tiếp theo được bà Nguyễn Phương Hằng cho lên sàn. Nguồn cơn của sự việc bắt nguồn từ việc Facebooker Nhâm Hoàng Khang, trợ thủ đắc lực của bà Nguyễn Phương Hằng, đã tìm ra được danh tính của kẻ đã khiến cho loạt page của bà chủ Đại Nam bay màu và gọi tên trợ lý của ca sĩ Phi Nhung. Mà nói qua nói lại khiến Facebooker Nhâm Hoàng Khang quyết chưa tất tay với toàn bộ 500 triệu mình được bà Hằng thưởng trước đó để chơi tới bến với Phi Nhung. Anh IT Nhâm Hoàng Khang đã tung ra loạt bằng chứng cho thấy đời tư của ca sĩ Phi Nhung được cho không mấy tốt đẹp. Giữa cơn sóng gió, một tài khoản cũng lên tiếng tố cô chưa giải trình về số tiền từ thiện đã kêu gọi từ năm 2020, đồng thời tố cô lợi dụng các con nuôi trong đó có Hồ Văn Cường để trục lợi. Mới đây, Facebooker Nhâm Hoàng Khang tiếp tục tung ra bằng chứng đắt giá với đoạn clip ghi lại toàn bộ tin nhắn của Hồ Văn Cường với một người bạn, tố Phi Nhung giả tạo và bày tỏ mong muốn được thoát khỏi đó để về quê. Trong đoạn chat này, Hồ Văn Cường cũng bày tỏ mong muốn vợ chồng doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và Dũng Lò Vôi sẽ chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý. Điều đáng nói là ngay sau đó, phía Hồ Văn Cường lên tiếng trước truyền thông, xác nhận đoạn tin nhắn đó là của mình nhưng phủ nhận chuyện bị mẹ nuôi Phi Nhung đối xử tệ bạc. Phía ca sĩ Phi Nhung ngay sau đó cũng lên tiếng phủ nhận ồn ào, thậm chí còn đăng tải hình ảnh thân thiết với dàn con nuôi, nhắn nhủ thâm sâu đến Hồ Văn Cường và khẳng định mình trong sạch. Trong khi đó, Facebooker Nhâm Hoàng Khang liên tục đưa ra những bằng chứng và kêu gọi mọi người lên tiếng giải cứu cho Hồ Văn Cường khỏi động quỷ và thông báo mình và gia đình bị đe dọa. Mặc dù liên tục phải lên tiếng giải thích và khẳng định mình hoàn toàn trong sạch, nhưng niềm tin đối với nữ ca sĩ Phi Nhung đã giảm đi phần nào. Không chỉ bị Facebooker Nhâm Hoàng Khang liên tục tung ra bằng chứng gây sốc được cho là bộ mặt thật, nữ ca sĩ thậm chí cũng bị anh em trong nghề là ca sĩ Duy Mạnh lên tiếng gây nhiều tranh cãi. Theo chia sẻ của ca sĩ Duy Mạnh, Phi Nhung đã từng gọi điện cho anh và xui chửi bà Nguyễn Phương Hằng nhưng anh không làm. Điều mà Duy Mạnh cảm thấy khó hiểu là việc sau đó nữ ca sĩ Phi Nhung lại lên sóng livestream của bà Nguyễn Phương Hằng nói những lời có cánh, thậm chí còn hát tặng nữ doanh nhân. Nhưng phía bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định rằng đây mới là trùng cuối, Phi Phi cô nương dàn dựng mọi việc. Trong đoạn chat của Hồ Văn Cường với một bạn khán giả được Facebooker Nhâm Hoàng Khang tung lên, có đoạn nam ca sĩ cho biết trong ngôi nhà mà mình đang sống toàn quỷ lội đốt và Cường muốn ra đi trong êm đẹp. Cậu bé cũng bày tỏ mong muốn ai đó sẽ lột chiếc mặt nạ của những người đội lốt quỷ này, ngay lập tức nhiều người nghĩ rằng Hồ Văn Cường đang ẩn ý nói đến ai. Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định hai mẹ con đã xử lý êm đẹp, nhưng dân tình vẫn hoài nghi về việc có hay không Hồ Văn Cường đang bị nắm thóp. Thêm nữa là đoạn tin nhắn giữa chị của Hồ Văn Cường và Facebooker Nhâm Hoàng Khang tiết lộ gia đình của cậu bé đang bị Phi Nhung khống chế và xin anh IT hãy dừng lại. Dân tình tiếp sau đó lại tung ra đoạn clip có đoạn con gái nuôi của Phi Nhung chất vấn nữ ca sĩ khi tiết lộ rằng cô không trả tiền cho Hồ Văn Cường dù cho đi hát diễn chung cùng mình. Đoạn clip này hiện đang khiến dân tình vô cùng xôn xao khi mà dân tình đặt ra một phép toán nhỏ so sánh với Phương Mỹ Chi. Sau thời gian đi hát, Phương Mỹ Chi đã có thể kiếm được tiền mua nhà, mua xe cho bố mẹ nhờ thu nhập đi hát của mình, trong khi đó Hồ Văn Cường cho biết mình không biết được mức cát-xê bao nhiêu vì mẹ Nhung và chị quản lý. Dù không rõ thực hư như thế nào, nhưng chắc chắn sau sự vụ ồn ào này, danh tiếng của nữ ca sĩ bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Từ trước đến nay, Phi Nhung luôn tạo dựng trước truyền thông là hình ảnh nữ ca sĩ hiền lành, chăm làm từ thiện, nuông chiều trẻ mồ côi. Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ những lời cáo buộc, nhưng sự vụ ồn ào này dường như vẫn chưa hạ nhiệt và không biết màn đấu tố này bao giờ mới chấm dứt.